Con xin kính mời quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn an tòa. Chúng con xin kính mời cha mới Du Xe hiện diện nơi ghế danh dự. Sau đây, ông Phó Ngoại, Thường vụ Ban Hành Giáo sẽ thay lời cho cộng đoàn giáo xứ chúc mừng cha Du Xe. Trọng kính quý cha cố Du Xe, Chánh sứ Tây Hải, cha Du Xe, Chánh sứ Đài Lộ. Kính thưa cha Đa Minh, Chánh sứ, cha Du Xe, Phó sứ và cha mới Du Xe sang Đâm Khang, cũng như quý cha đồng tế. Kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý cố, quý cụ, quý chức Ban Hành Giáo Tân Kiều, quý cha, quý gia đình Linh Tông, huyết tộc, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn. Trước hết, con xin được thay lời cho cộng đoàn giáo xứ Kẻ Sặc, xin kính dâng lên quý cha, quý tu sĩ và toàn thể quý khách mời lời kính chúc sức khỏe và lời chào kính trọng nhất. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn, ngày 10 tháng 8 vừa qua, tại Học viện Durando, tỉnh Đồng, Vinh Sơn, Đà Lạt, Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh đã phong chức linh mục cho 12 thầy phó tế là tu sĩ của hội dòng, trong đó có thầy Du Xe Sang Đâm Khang là người con xuất thân từ gia đình thuộc giáo xứ Bò Ró, giáo Phật Đà Lạt, là con thiêng liêng của cô giáo Triều, giáo xứ Kẻ Sặc, cũng là nghĩa tử của cha Đa Minh, vị mục tử kính yêu của giáo xứ Kẻ Sặc chúng con. Vâng, hôm nay ngày 14 tháng 9, tân linh mục Du Xe về giáo xứ Kẻ Sặc để dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cầu bình an và cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ Kẻ Sặc. Sự hiện diện đầy yêu thương của quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý gia đình Linh Tông, huyết tộc, thân nhân, ân nhân và quý khách vừa nói lên sự hiệp thông và lòng quý mến dành cho tân linh mục cũng như dành cho giáo xứ chúng con, vừa kéo ơn Chúa tuôn đổ trên giáo xứ chúng con, cắt riêng cho tân linh mục Du Xe dâng lễ tạ ơn hôm nay. Nguyện xin Chúa ban nhiều hồng ân, bình an và muôn phúc lành xuống trên quý cha, quý tu sĩ và toàn thể quý vị. Hôm nay cũng là ngày hồng phúc vì Chúa đoái thương ban cho cha chánh xứ chúng con có một người con thiêng liêng đầu tiên làm linh mục là cha Du Xe Sang Đăng Khang. Ngài là người đồng bào dân tộc Chu Du, là con thứ tư trong gia đình có 8 anh em. Ngài rất trẻ trung, khỏe mạnh, nhanh nhẹn và thông minh. Chúng con xin chúc mừng cha cố Đa Minh chánh xứ chúng con. Kính thưa cha Du Xe Sang Đâm Khang, cách đây gần 15 năm, từ mảnh đất Ca Đơn Đơn Dương, cha đã nghe tiếng Chúa kêu gọi và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa. Trải qua bao năm tháng với biết bao hy sinh khó nhọc, cha đã cố gắng học tập, từ bỏ đời sống riêng tư, sống đời thánh hiến, kiên trì tu luyện theo gương cha thánh tổ phụ dòng, sống chiêm niệm, hy sinh, bác ái, truyền giáo, nhờ ơn Chúa, nhờ sự phù trợ của thánh tổ phụ, nhờ lời cầu nguyện và giúp đỡ của rất nhiều người, và đến nay hạt mầm ơn gọi của thuở nào đã sinh hoa trái, cha đã trở thành linh mục của Chúa, của hội thánh. Hôm nay cha lại về với giáo xứ Kẻ Sặc chúng con để dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cũng như cầu bình an cho giáo xứ và cầu nguyện cho mọi người.
trong ngày hồng phúc đáng ghi nhớ này, Ban Hành Giáo chúng con xin kính chúc Cha luôn được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, sức khỏe vạn an, hạnh phúc trong ơn gọi và nhiệt thành trong sứ vụ, luôn là vị mục tử như lòng Chúa mong ước. Đặc biệt sống khiêm nhường, tín thác vào tình thương của Chúa, như châm ngôn đời linh mục mà Cha đã chọn: Thầy đã chọn con. Chúng con vừa được biết Chúa qua bề trên tỉnh dòng đã chọn Cha là một trong những anh em xuất sắc nhất để gửi sang Mỹ du học. Chúng con xin chúc mừng Cha bằng một tràng pháo tay thật lớn. Để có được thành quả hôm nay, ngoài ơn Chúa thì chắc hẳn còn có biết bao công sức, lời cầu nguyện, sự hy sinh quảng đại của quý bề trên, quý cha, quý tu sĩ, hội dòng Vinh Sơn, cha nghĩa phụ, bà cố, mẹ thiêng liêng, cũng như gia đình và quý vị ân nhân. Sự quảng đại cộng tác cho cánh đồng truyền giáo của giáo hội nơi quý cha, bà cố và gia đình, cũng như quý vị được Thiên Chúa đón nhận. Niềm vui của quý cha, bà cố và gia đình, cũng như quý vị, cũng là niềm vui chung của giáo xứ chúng con. Ban Hành Giáo chúng con xin chúc mừng và kính chúc quý cha, bà cố và gia đình, cũng như quý vị ân nhân được dồi dào sức khỏe, luôn có thật nhiều niềm vui và tràn đầy phúc lành của Chúa trong cuộc sống. Thay lời cho ban tổ chức, Ban Hành Giáo chúng tôi xin cảm ơn mọi người đã hiện diện, đặc biệt cảm ơn quý chức, quý giới, ban ngành, ca đoàn CC, phòng thánh, khán tiết, lễ sinh đã cộng tác phục vụ các phần việc trong thánh lễ hôm nay thật trang trọng và sốt sắng. Sau hết, cộng đoàn chúng con xin phép dâng lên cha mới du xe lãng hoa tươi thắm và món quà để bày tỏ lòng biết ơn cũng như tâm tình mừng chúc của chúng con. Kính mong cha vui đón nhận. Giờ đây cha du xe sẽ có đôi lời tri ân dâng lên quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn. Chúng con trân trọng kính mời. Khi nói về tạ ơn thì Thánh vị 117 có câu như thế này: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Vâng, tạ ơn, cảm ơn chính là lời con muốn gửi đến cha cố ông, cha nghĩa phụ, cha phó, quý cha đồng tế, quý thầy, quý sơ, quý ban hàn giáo, giáo xứ kẻ sạt và toàn thể cộng đoàn. Trước hết, con xin tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục mà Ngài đã ban cho con. Kính dâng Ngài lời tạ ơn sâu thẳm tâm hồn con. Vì yêu thương, Chúa đã ban cho con chức linh mục, chức thánh để phục vụ, để dẫn thân, nên nghĩa thiết với Ngài, thi hành thánh ý Chúa trong đời dâng hiến. Để có được kết quả này, Chúa đã ban cho con nhiều cánh tay nối dài để cầu nguyện và quảng đại cả vật chất. Thế đến, con xin chân thành cảm ơn cha của ông đã hiện diện, dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện cho con.
Con chân thành cảm ơn cha cố, xin Chúa ban cho cha cố nhiều ơn lành, sức khỏe và thánh thiện. Giờ phút này, con xin nói lên lời tri ân của con đến cha nghĩa phụ. Vì tình thương mà cha nhận con làm nghĩa tử, cha là người chỉ bảo, người hướng dẫn ơn gọi của con. Chắc chắn cha cũng đã vất vả từ việc cầu nguyện đến việc trợ giúp con. Con xin tri ân cha từ đáy lòng con. Vì tình thương, hôm nay cha lại đứng ra tổ chức lễ tạ ơn linh mục cho con. Con xin tri ân bố. Xin Chúa ban cho bố luôn mạnh khỏe, đầy khôn ngoan, hạnh phúc và thành công. Ngày hôm nay, trong thân lễ tạ ơn của con xin tri ân cha Giuse đã chia sẻ lời Chúa thật hay, thật ý nghĩa. Đó chính là những hành trang cho con đường của con sắp tới. Con xin tri ân cha Giuse. Xin Chúa ban cho cha luôn mạnh khỏe, thành công. Trong ngày con chịu chức linh mục và lễ tạ ơn tại quê nhà, con xin tri ân đến cha của ông cha nghĩa phụ, quý thầy, quý sư, quý ban hành giáo, giáo xứ Kẻ Sạch, quý chức ban ngành, đoàn thể đã dành thời giờ quý báu, không ngại đường xá xa xôi, đã đến dự thanh lễ tạ ơn và giúp đỡ con. Con chân thành cảm ơn tất cả những ân nhân đã tặng con áo lễ, chén thánh và nhiều quà khác. Trong tâm tình tạ ơn hôm nay, cho phép con có đôi lời tri ân đến mẹ thi liên của con là Maria Vũ Thị Triều. Con cảm ơn mẹ nhiều vì tình thương mẹ đã nhận và đồng hành, cũng như đã giúp đỡ con hơn 10 năm qua. Con không biết lấy chi đền đáp cho cân. Con chỉ biết xin Chúa trả công thật xứng cho mẹ. Con cảm ơn quý dì đã giúp đỡ con nhiều, nhưng con không tiện nói ở đây. Em cảm ơn anh chị Duy Nhung, anh chị Phú Ngọc và tất cả các cháu. Con tri ân tất cả những người đã giúp đỡ con còn sống và cả những người đã mất. Xin Chúa trả công thật xứng cho người còn sống, còn người đã mất, con cậy nhờ lòng thương xót của Chúa dành cho họ. Sau cùng, con xin chân thành cảm ơn ban hành giáo, giáo xứ Kẻ Sạch, ca đoàn, ban trang trí, vân vân, và tất cả những ai đã vất vả hy sinh để góp phần cho thánh lễ hôm nay được diễn ra trang nghiêm, sốt sắng. Xin Chúa chúc lành cho những hy sinh của quý vị. Kính thưa quý cha và cộng đoàn, ơn gọi linh mục thật cao quý mà Chúa đã ban cho con. Nhưng ơn đó lại chứa được trong những bình sành mỏng manh, dễ vỡ. Vì thế, con rất cần lời cầu nguyện và sự cộng tác của nhiều người dành cho con. Lời nói chẳng thể diễn tả hết tâm tình. Xin quý cha và cộng đoàn đón nhận lòng biết ơn, sự kính trọng từ đáy hồn con. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse, xin Chúa ban cho quý cha và cộng đoàn ơn lành hồn xác, sự bình an và hạnh phúc. Để tỏ lòng biết ơn, giờ đây con xin kính tặng cha cố ông, cha nghĩa phụ và mẹ thiêng liêng món quà thân thương, món quà mang đậm chất Tây Nguyên. Xin cha cố ông, cha nghĩa phụ và mẹ thiêng liêng vui lòng đón nhận.
Kính mời cộng đoàn đứng lãnh nhận phép lành cuối lễ. Sau phép lành và bài hát kết lễ, chúng con xin kính mời quý cha, quý tu sĩ, quý chức ban hành giáo, quý thân nhân lần lượt chụp hình lưu niệm với cha mới. Và sau thánh lễ, ban hành giáo chúng con xin trân trọng kính mời quý cha, quý tu sĩ và quý khách vào khuôn viên nhà mục vụ dùng điểm tâm sáng. Chúng con trân trọng kính mời. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.